Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phải công khai kết luận thanh tra cho dân biết. Sáng ngày 12 tháng 5, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố kết quả triển khai giai đoạn 1 các trung tâm thuộc đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Theo Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Dương Ánh Đức, đến nay kho dữ liệu dùng chung của thành phố đã hoạt động tại công viên phần mềm Quang Trung trên cơ sở dữ liệu của các sở ngành như Sở Kế hoạch, Đầu tư, Cục Thuế TV, Sở Y tế, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Một số cơ sở dữ liệu quan trọng đã được tích hợp về kho dữ liệu dùng chung như cơ sở dữ liệu một cửa điện tử, khiếu nại tố cáo, đường dây nóng, đăng ký doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, người nộp thuế, lao động nước ngoài, cơ sở dữ liệu đất đai bước đầu thực hiện trích xuất, khai thác dữ liệu dùng chung phục vụ công tác điều hành của thành phố, ông Đức nói. Về trung tâm điều hành chỉ huy của đô thị thông minh, TP đã triển khai thí điểm kết nối, tích hợp dữ liệu các hệ thống camera giám sát của Sở Giao thông Vận tải TP, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện 1, 12, Phú Nhuận, Gò Vấp. Hơn 1.000 camera đã được tích hợp về trung tâm điều hành, trong đó, phân tích nâng cao dữ liệu cùng lúc 50 camera gồm, nhận diện khuôn mặt, nhận dạng phương tiện, phát hiện đám đông, các sự cố về giao thông, an ninh trật tự, ông Đức cho biết. Về trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội, theo ông Đức, TP đã hoàn thành tập tài liệu tổng hợp về phương pháp luận, từ đó xây dựng cơ sở khoa học và thực nghiệm cho các hoạt động nghiên cứu, tham mưu về dự báo kinh tế xã hội. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt đề án thành lập công ty cổ phần, vận hành trung tâm an toàn thông tin TP. Việc xây dựng đô thị thông minh là quá trình liên tục và mang tính chất mở, đòi hỏi có sự chung tay của các nguồn lực xã hội. Do đó, TP mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, hiến kế từ người dân và doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, sau khi chuẩn hóa thiết bị công nghệ, TP kết nối camera toàn thành phố ở các lĩnh vực, kết nối trung tâm điều hành với các sở ngành và quận, huyện. Công bố chuẩn camera cho người dân và các lĩnh vực ngành nghề biết để trang bị phù hợp, đồng thời lên lộ trình tích hợp số lượng camera, khu vực, lĩnh vực những vị trí nhạy cảm nên có camera nhận diện khuôn mặt để theo dõi, đảm bảo tính an toàn tại thành phố, ông Nhân nhấn mạnh. Chẳng hạn như trung tâm điều hành kết nối với camera của trường học, nếu phát hiện sự cố ở lớp học, thì mình có thể vào coi camera xem ai làm gì học sinh, ông Nhân ví dụ. Theo ông Nhân, xây dựng đô thị thông minh giúp số hóa dữ liệu ở các lĩnh vực, giúp thuận tiện trong công việc và đây cũng là nguồn tài nguyên vô cùng lớn trong lãnh đạo, điều hành, phát triển thành phố. Ông yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố cố gắng cuối năm nay, đô thị thông minh được phổ biến đến người dân, cung cấp địa chỉ cho người dân vào khai thác dữ liệu. Cuối năm đô thị thông minh phải thành hiện thực, người dân thành phố không còn xa lạ với thành phố thông minh, ông Nhân nói. Người đứng đầu đảng bộ TP đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sớm cho rà soát, cập nhật dữ liệu cho kho dữ liệu dùng chung của TP, đặc biệt là các kết luận thanh tra. Cái này là theo quy định luật pháp, kết luận thanh tra phải công khai. Thành phố cập nhật kết luận thanh tra từ 2016 đến nay, không công bố thì dân không biết, báo chí không biết để theo dõi, giám sát, ông Nhân nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Bí thư Nhân yêu cầu đẩy mạnh công tác dự báo phát triển kinh tế, xã hội, mô phỏng tình trạng giao thông, ngập úng, dự báo dân số. Bản chất của đô thị thông minh là quản lý trên cơ sở dự báo. Sở Giao thông Vận tải TP phải dự báo được tình hình giao thông những năm tới. Sở xây dựng mô phỏng tình trạng ngập năm 2020 sau khi hoàn thành dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng, ông Nhân gợi ý. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quá trình xây dựng kho dữ liệu dùng chung của thành phố. Cụ thể, khi xây dựng kho dữ liệu dùng chung, thì có một số sở ngành và tổng công ty nhà nước không hợp tác cung cấp dữ liệu. Ông Phong đặt câu hỏi vì sao các đơn vị này không hợp tác. Kho dữ liệu dùng chung phục vụ quá trình chỉ đạo, quản lý, phát triển thành phố, vậy các đơn vị giữ lại để làm gì? Không thể có lợi ích cục bộ như thế được. Phải rõ ràng, minh bạch, các đồng chí cố tình cản trở, làm khó là điều không chấp nhận được. Tôi nói thẳng, các đồng chí đừng buồn. Tại sao không chấp hành? Tại sao không chia sẻ dữ liệu? Tôi biết sở nào, đơn vị nào, không tiện nói ra ở đây thôi, ông Phong gay gắt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tiếp tục tổ chức, khai thác kho dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, các đơn vị thực hiện chia sẻ, tích hợp cơ sở dữ liệu, tránh tình trạng số liệu không thống nhất và không đồng bộ. Quốc Anh, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.